Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và đơn vị liên quan. Đây là kết quả của 30 ngày liên tục và vừa kết thúc vào ngày 10 tháng 7. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan. Theo đó, đã chậm đầu tư hoàn thành nguồn và lưới điện, chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện, làm giảm khả năng cung cấp điện. Cùng với đó, EVN và các đơn vị có liên quan đã không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, chỉ thị văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng. Điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. EVN và các đơn vị có liên quan cũng vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023. Đặc biệt để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. Từ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Bộ Công Thương đã đề nghị và yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phân cấp quản lý nhà nước, căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đối với hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan. Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đối với Ban Tổng Giám đốc, các ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân tập thể có liên quan. Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tập thể cá nhân vi phạm có liên quan. Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, vụ Dầu khí và Than căn cứ kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có sai phạm, nếu có. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra, chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế kịp thời, không để tình trạng thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Và tất nhiên, trong báo cáo này đã chỉ ra những con số có thể phần nào giải đáp những thắc mắc của quý khán giả. Ví dụ như EVN lỗ hơn 20.000 tỷ đồng do đâu? Và vì sao EVN lại mang nhiều tiền như thế để đi gửi ngân hàng, trong khi lại đi vay nợ các công ty con? Báo cáo cho thấy doanh thu năm 2022 của EVN đạt 476.000 tỷ đồng và tăng 8% so với năm trước. Trong đó thì chiếm 96% là doanh thu là tiền bán điện với 456.000 tỷ đồng và tăng 9% so với năm 2021. Vậy vì sao doanh thu tăng nhưng EVN vẫn lỗ tới 20.747 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn báo lãi là 14.725 tỷ đồng? Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán năm 2022 đã đạt 452.000 tỷ đồng và tăng gần 17% so với kỳ trước. Giá vốn tương đương doanh thu bán điện. Lợi nhuận gộp theo đó rơi tự do từ 38.264 tỷ đồng xuống 10.597 tỷ đồng sau một năm. Chưa kể kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của EVN giảm hơn một nửa khi chỉ đạt 7.382 tỷ đồng, trong khi năm trước là 15.043 tỷ đồng. Lãnh đạo EVN từng lý giải lãi do chênh lệch tỷ giá. Hồi cuối tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN nói khoản lỗ gây khó khăn về tài chính cho EVN. Vì vậy, tập đoàn đã có đề xuất trình Bộ Công Thương và các cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh giá điện. Theo lãnh đạo của EVN, năm 2022, lỗ chủ yếu là do chi phí sản xuất điện đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá than tăng gấp hơn 3 lần và có thời điểm tăng gấp 4 đến 5 lần. Giá khí đốt và giá dầu tăng gấp đôi là nguyên nhân khiến chi phí mua điện tăng cao, nhưng 4 năm nay đã không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân nên EVN rất khó khăn.
EVN ghi nhận lỗ sau thuế là 20.747 tỷ đồng trong năm 2022. Đáng chú ý, khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà tập đoàn này đang nắm giữ là 101.535 tỷ đồng. Và khoản tiền gửi này đã mang về cho tập đoàn hơn 3.700 tỷ đồng tiền lãi trong năm qua. Nếu mang đi so sánh với các ông lớn giàu tiền trên sàn như là Hòa Phát 24.500 tỷ đồng hay là PV Gas là gần 34.300 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV khoảng 33.000 tỷ đồng, thì lượng tiền đi gửi ngân hàng của EVN đang lớn hơn cả ba ông lớn này cộng lại. Trong khi tiền nhiều đi gửi ngân hàng, EVN cũng có các khoản nợ phải trả, gồm nợ ngắn hạn và dài hạn của EVN lần lượt là 159.959 tỷ đồng và 280.855 tỷ đồng. Tập đoàn lỗ lũy kế là 13.336 tỷ đồng và điều này khiến cho vốn chủ sở hữu giảm xuống gần 10%, còn là 225.396 tỷ đồng. Từ kết luận thanh tra vừa công bố, chúng ta có thể thấy nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong ngành điện của Việt Nam nhiều năm qua, một phần là do sự độc quyền trong phân phối điện của EVN và quy định về giá điện của nhà nước. Rất nhiều chuyên gia cho rằng cần phải xóa bỏ cơ chế độc quyền và hướng tới một thị trường điện minh bạch. Cụ thể phải làm sao để dần giải quyết được những tồn tại bất cập này? Phóng viên của VTC Now đã có cuộc trao đổi với ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Một cái thực trạng nó xảy ra liên tục trong nhiều năm đó là EVN thì liên tục báo lỗ, ở trong khi điện thì người dân vẫn cứ thiếu. Vậy thì về phần mình thì ông có quan điểm như thế nào về cái thực trạng này ạ? EVN độc quyền quá lâu, quá thời gian qua dài mấy chục năm rồi. Thế bây giờ phải phá giảm bớt cái độc quyền đi. Vì là bây giờ các cái địa phương, các tỉnh ấy, cho tư nhân vào quản lý. EVN ra định mức cho họ. Một tháng này công suất chừng này, điện lượng chừng này, bán điện chừng này, mà nó làm nó họ đơn tư nhân ấy, mà họ kinh doanh thấp thì họ lỗ, họ chịu, mà lãi họ trích về cho tập đoàn điện. Cái đó là hình thức thị trường hóa. Thế còn cái thị trường phát triển cạnh tranh thì bỏ lâu rồi, không làm được, đến nay không làm được gì cả. Nhưng cái quan trọng nhất ấy cần phải bàn đó là làm sao đủ điện mấy nghìn đồng cho một kiểu giờ có ai nói được cả. Mà rất nhiều lần trong rất nhiều năm rồi, một bên này sở dân là mua cả giá cao, điện cao, một bên thì EVN lộ, thì ai giải hòa cái này? Tất cả là chính phủ. Còn các bộ ngành người tham mưu là Bộ Công Thương, Bộ Đồ là tham mưu thôi. Hiện nay chỉ có cái EGAT của Thái Lan và Ơ Đẹp của Pháp thì cũng tương tự điện Việt Nam là đang độc quyền. Còn Mỹ, Trung Quốc cũng có. Người ta có từng vùng một, mỗi vùng một tổng công ty điện. Không phải độc quyền cả nước, mình là một tổng công ty điện, nó không phải đâu. Thì để có thể giải quyết được vấn đề này thì rõ ràng là các dự án nhà máy điện hiện tại sẽ cần phải hoàn thành sớm nhất có thể, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải tập trung không vào những nguồn điện. Không phải có thể, đừng dùng cái đó. Phải dứt điểm, phải hoàn thành. Vâng. Nếu cũng hoàn thành thì kỷ luật, vậy thôi. Vâng, và bên cạnh đó là sẽ phải tập trung vào các cái nguồn điện truyền thống thay vì là những cái nguồn điện tái tạo như trong quy hoạch điện 8. Vâng, điện truyền thống vô cùng cần, năng lượng tái tạo cũng rất cần. Nó không bổ sung được nhiều thì cũng 5-7% cũng là quý. Đúng là mình không bỏ năng tái tạo. Mà mình quan tâm đến năng lượng truyền thống để gì? Để phát 24/24 giờ. Còn năng lượng tái tạo bổ sung được chừng nào là quý chừng đấy. Kể cả cái máy nhà đấy. Thế tôi nói rồi, lúc có một nắng thì mới có điện. Tối nó mới chưa có điện. Lúc một đám mây đi qua, giao động tần số và điện áp. Giải pháp tốt thì dự án đó sẽ hoàn thành. Giải pháp kém thì dự án không hoàn thành. Nhưng cái giải pháp cũng quan trọng. Quan trọng là cơ chế chính sách. Hai là vốn. Giải pháp là sau cùng. Bây giờ người ta duyệt một dự án 1-2 ngày xong. Đây duyệt dự án có khi 2-3 năm xong. Thì đây là cơ chế. Cũng là chính sách. Chính sách đảng nhà nước là muốn phát triển ngành điện, ngành năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng phong phú, càng ngày càng nhiều công suất.
càng ngày càng nhiều đường đường dây. Đó là quyết định của nhà nước như vậy. Còn triển khai thực hiện chính phủ không làm, mà chính phủ là người hỗ trợ. Làm sao trong 5-7 năm nữa có tăng thêm 10-20 nhà máy nằm trong cái điện máy chưa xong. Hay cái đó số 1. Đấy, tiền nằm ở đâu? Ai làm? Làm bao thời gian bao lâu xong? Phải có chủ trương, phải có kỷ luật. Tôi cho rằng là EVN cũng vậy, ai cũng vậy. Sai, chịu trách nhiệm, thậm chí đi tù. Đúng phải ủng hộ, bảo vệ. Nguyên tắc chung là như vậy. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.